Trung tâm Điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì một số bác cũng đã đến cửa hàng và mua sắm được thiết bị rồi. Thì Phương Xúc ngày hôm nay thì có một cái đơn hàng của một người anh em. Trước đây có chơi một con xúc của hãng DK, mua của một anh bạn cũng gần nhà em. Quay từ xa đố bác biết đoán cái tem này của anh em nào. Thì ngày hôm nay thì các bác bảo là nhà nó chặt quá. Đấy, thế cho nên là bây giờ không chơi cái xúc này được nữa. Thì mới nãy cái thứ hai là dạo dày thấy trong túi cũng nặng tiền. Đâm ra là cứ theo dõi kênh của anh Phương bảo là biết đâu mà có biết là sống được đến mai không mà dành củ khoai đến sáng. Đâm ra là tiền trong túi nó cứ dẫy đành đành. Bác bảo là thà ta nâng cấp lên xúc Mỹ cho đã. Thế này trượt ra con này. Trượt ra con này thì lại dành cho một bác nào đó hôm nay cơ hội được xem video này thì lại được sắm con này với giá cực kỳ rẻ. DK, các bác thấy không? DK 18R140. Đấy. VKF đánh ở trở kháng 8 ôm. Hàng này là với công nghệ của anh Engelen đây các bác nhá. Bát xịn của DK. Từ 220 côn 100. Trong cái bát của con này thì phê luôn. Hàng thì như mới. Đấy, tem QC của DK này. Đây tem của DK này. Thằng DK có một cái điều mà em thấy là cả đẩy, cả vang cũng như cả súp thì trên mỗi cái bộ phận của nó đều có tem của DK. Bát thì zin 100%. Đây. Cái bát này rất là sâu các bạn. Anh em nào mà đánh kẹo kéo hoặc đánh gia đình có không gian rộng, người ta chơi cái bát này rất là hay. Bát 3 cân sóng. 3 cân sóng thì độ mềm của bát nó sẽ mềm hơn so với dòng 2 cân sóng. Một cái điều mà anh Phương thấy nó rất kết ở con súp này đó là cái màng của nó rất là sâu. Bình thường cái màng của nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 13-14 phân thôi. Nhưng mà con này thì các bác nhìn cái màng nó như một cái giếng luôn các bác. Quay như này thì các bác nhìn thấy ngay này. 3D này. Như thế này thì cái thể tích cái không khí ở đằng trước này nó khi mà nó đánh nó sẽ dao động rất là tốt, dao động nó cái thể tích lớn hơn. Cho nên là cái áp lực của nó tốt hơn. Đấy. Và khi nó sử dụng 3 cân sóng này tiếng bát nó sẽ mềm. Các bác nhìn cái xương của nó này. Cái xương nhôm đúc này. Đây là nhôm đúc này. Trông nó vành này rất là cứng. Màng này là màng gọi là đã được tráng carbon. Cho nên là các bác có thể đi sự kiện hoặc là đánh chịu mưa chịu nước thoải mái. Thùng vỏ thì trong này gần như là còn chưa có bụi đây các bác này. Bác bảo là bác mua con này với giá là 7.500.000 đồng, ship về đến nhà là 7.800.000 đồng con súp này. Đấy. DK. Công suất của con này là 600W. Độ nhạy 132 dB. Còn độ nhạy trung bình của nó là 99 cộng trừ 2 dB. Đánh ở trở kháng 8 ohm. Hàng xịn của DK. Đấy. Lưới của nó đây các bác này. Đây là lưới mặt này, còn đây là lưới hậu này. Đấy. Con này có một cái công nghệ mà nó khác biệt hoàn toàn đấy các bác nhé. Con này thì mặt của nó quay về phía đằng sau. Lỗ thở của nó cũng quay đằng sau. Còn mặt chính của nó thì các bác để ý này. Chả nhớ có cái bát này ra cái. Nặng lắm, một tay không nhớ được. Đây nhá em đặt cái mặt súp này cho các bác cùng xem. Mặt đó ra. Đấy. Công nghệ con này nó khác với con trước. Đây cái mặt, nếu mà mặt khoe của nó sẽ mặt này. Mặt này là mặt giả, gần như là mặt giả. Nó sẽ ốp cái lưới kia ở đằng trước. Đấy. Thế còn cái mặt đằng sau của nó để cắm chạm loa. Cũng như cái bát nó quay về hậu này. Cho nên là tiếng bát của cái dòng này thì nó lại có đặc trưng là nó đánh hậu. Cho nên nó rất là mềm. Chúng ta ngồi đằng trước cảm giác là cái tiếng bát nó luẩn quẩn. Không biết nó đánh ở đâu ra. Nó rất là mềm, nó êm. Đấy. Và thùng con này thì kích thước của nó cũng khá là đồ sộ đấy. Đấy, cho nên là các bác để ý thấy rằng là với con này em đo luôn kích thước cho bác xem nhé. Bác nào thích chơi hôm nay xem video này chơi con này là hợp lý. Hợp lý kể cả về thương hiệu lẫn về chất lượng. Thức nó mất nhỉ. Có cái thước mà chúng nó cứ giấu đi. Ê tạ. Đây rồi. Về chiều ngang của con này các bác này, chiều ngang của con này là
55 phân. Chiều sâu của con này là 75 phân. Chiều cao của con này đó là xem nào. 68 phân. 68 phân. Đấy. Kích thước của con này cũng khá to. Anh em nào mà bề ngang thì nó không quá chiếm chỗ nhưng nó thiên về chiều sâu và chiều cao. Đấy. Thì cái bát này trông cái bát nó đẳng cấp rồi. Con súp này thì hôm nay là em bán thanh lý giúp bắt khách hàng đấy, giá của nó là 5 triệu tại cửa hàng. Và giá ship con này sẽ là 5 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, bác nào thích con này nhá, con này bác ấy mua 7 triệu 8 về đến nhà. Thế nhưng mà bây giờ bán thanh lý thì em thanh lý hộ thôi 5 triệu. Đấy, bác nào mà hôm nay xem được video này thì chốt luôn. Đấy, hàng thì vẫn còn zin chuẩn 100%. Còn khi mà chuyển tới tay các bác em sẽ cho lau chùi vệ sinh sạch sẽ, tỉa tót lại như mới cho các bác luôn. Đấy, đây là bác cũng chơi thì nó cũng xước sát một tí sơn ở đây rồi, em sẽ cho vệ sinh lại. Đấy. Số máy của em là 0971998555. Các bác nhé, xin cảm ơn các bác rất nhiều.